Xin chào anh em, trên tay mình hiện đang là cái chiếc điện thoại Oppo Find X2, là cái chiếc điện thoại thuộc cái phân khúc cao cấp của Oppo. Trên cái Oppo Find X2 này thì cái khả năng chống rung về điện tử cũng như quang học cũng được tích hợp ở trên cái con Find X2 này. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách mà cái khả năng chống rung của cái Oppo Find X2 này hoạt động cũng như cái hiệu quả nó mang lại. Thì mình sẽ test ở trong hai trường hợp, một là mình sẽ giữ tay cố định để quay mỗi cảnh vật nào đó, hai là mình sẽ có chủ thể chuyển động và mình sẽ bám theo, follow theo cái chủ thể đó để quay cho anh em thấy thực tế. Cái trường hợp thứ nhất là mình sẽ quay frame tĩnh với bạn Trang, người mẫu ở đằng kia. Rồi, Trang đứng im đó nha. Rồi, mình sẽ quay cho các bạn thấy một cái đoạn video. Thì mình đang để ở cái camera chính nè, 4K 60 frame. Thì ở cái trường hợp quay frame tĩnh đầu tiên á, thì như mình đã nói là cái camera góc rộng chính của cái Oppo Find X2 này cũng có khả năng chống rung quang học. Tức là các bạn không cần phải bật cái chế độ chống rung điện tử là cái siêu chống rung này lên nè. Thì các bạn quay bình thường nó vẫn đã có chống rung quang học. Tức là các bạn thấy khung hình nó gần như là đứng im đó. Ví dụ mình cầm một tay thử ha. Đó. Thì nó hơi rung một xíu. Tay mình hơi rung, gió ở đây gió nữa. Thì mình sẽ để cầm hai tay cho chắc. Thì các bạn thấy máy cũng không có di chuyển nhiều. Đó, đứng im luôn ha. Gần như đứng im với cái khả năng chống rung quang học ở trên camera chính. Đấy, thì cái khả năng chống rung này rất là thích hợp cho bạn nào. Ví dụ như là chúng ta quay livestream bằng tay, có một cái sự kiện đó, chúng ta rút cái máy ra, chúng ta quay liền, giữ máy cố định nè, không cần phải có chân tripod. Đó, đứng im luôn ha. Rồi, ok. Rồi, quay frame tĩnh mình sẽ bật cái chống rung mà lên, bật siêu hình ảnh cái chức năng bên này nè, các bạn thấy không? Đó, bật một cái. Thì các bạn lưu ý là khi bật qua tính năng siêu chống rung này á, thì độ phân giải sẽ giảm xuống là còn Full HD thôi chứ không còn được 4K đâu. Đó, thì khả năng chống siêu chống rung này sẽ kết hợp là chống rung quang học và cả điện tử nữa. Thì mình cơ bản mình thấy là đây, quay luôn nha. Cơ bản là mình thấy cầm tay như vậy thì cái mức độ chênh lệch giữa cái việc bật siêu chống rung và không bật siêu chống rung nó cũng không chênh lệch quá nhiều, là bởi vì bản thân cái camera chính đã có chống rung quang học rồi. Bật điện tử lên thì chắc 1.8, 1.10 thôi đấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên cái độ phân giải khi mà để nguyên cái camera chính là 4K 60 frame. Bây giờ mình sẽ đến cái trường hợp thứ hai là mình sẽ để camera góc rộng chính và không bật siêu chống rung, mà chỉ để chống rung quang học của camera nó hoạt động thôi. Và lên tới cái nóc chùa kia mình sẽ chạy xuống ngược lại, và lúc đó mình sẽ bật siêu chống rung để coi sự khác biệt như thế nào. Ok, Trang xuống đây chút. Trang chạy từ đây lên cái chùa với anh nha. Chạy vừa phải thôi, anh chạy theo. Ok, mình sẽ tắt ra đi trường hợp đầu tiên. Rồi, chuẩn bị chạy nha. 3, 2, 1, đi, chạy. Chạy nhanh lên em. Nhanh lên. Chạy đi tí uống nước. Nữa, nhanh nữa. Rồi. Rồi, chạy em. Vô. Có giật vấp nha. Xuống luôn. Rồi. Ok. Chạy đi, chạy lên. Lên nhanh bình thường, ok. Ok,
Như vậy là anh em vừa xem xong cái bài test cũng như cái video kết quả mà cái khả năng chống rung ổn định, siêu ổn định hình ảnh trên cái Oppo Find X này mang lại. Ok, như vậy thì anh em vừa xem xong cái đoạn video thực tế mình test thử về cái khả năng chống rung ở trên cái chiếc Oppo Find X2 này mang lại. Thì theo đánh giá chủ quan của mình á, thì mình thấy khi anh em cần quay phim tĩnh thì mình nghĩ anh em nên tắt cái chế độ siêu chống rung điện tử này lên để mình đảm bảo được cái chất lượng hình ảnh rất là tốt. Cũng như khi quay phim tĩnh như vậy á, thì cái khả năng chống rung quang học của camera chính nó hoạt động rất là tốt rồi. Chúng ta không cần phải bật chống rung điện tử lên làm gì cả. Khi anh em chuyển động thì mình nghĩ lúc đó chúng ta mới cần bật cái khả năng siêu chống rung này lên, bởi vì nó sẽ tích hợp cả khả năng chống rung điện tử cũng như quang học vào. Lúc đó những cái đoạn di chuyển của chúng ta nó sẽ smooth hơn, nó mượt mà hơn, chuyển động theo khuôn hình nó tốt, giống như là anh em đang cầm theo cái gimbal vậy. Đó là những cái trải nghiệm nhanh đánh giá ban đầu của mình về khả năng chống rung cũng như về phần quay video của cái Oppo Find X2 này. Thì mình sẽ show cho anh em xem thêm những cái đoạn video mà mình test thử về cái khả năng chống rung của Oppo Find X2 ha. Và anh em thấy như thế nào về khả năng chống rung này, và anh em cảm thấy nó có cần thiết ở trên chiếc điện thoại hay không, thì anh em có thể comment ở phía dưới để tụi mình có thể tham khảo và làm cho anh em những cái video ở những cái chuyên mục tiếp theo. Ok, xin chào.